Nam mô Bụt Thầy dạ. Đây là chương trình Phật pháp Khuya Thăm á. Trên Pháp Thoát mỗi ngày 2 giờ vào mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Boston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con đang nhận việc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma do Thượng Tọa Giác Đẳng biên soạn, bài 8, tục đế, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng và Thượng Tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai bậc ứng cúng, chánh biến tri minh hành túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu thành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy Giá Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã lễ đọc kinh lễ Tam Bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đạo quý đạo hữu. Bài học hôm nay, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 8, tục đế, do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Địa Tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Trước khi chúng ta học thắng pháp A Di Đà về cái pháp trình đế Paramattha Sacca thì chúng ta phải học qua về cái pháp tục đế Sammuti Sacca. Vì trong thưởng thức chúng ta đã sử dụng các ngôn từ để sinh hoạt hàng ngày, cũng như là chúng ta chế định về cái ý nghĩa của mọi sự vật, mọi thời gian. Thời gian, không gian chúng ta đều có chế định để nói cho
hiểu. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ học qua cái phần là tục đế, xong rồi cái sách chắc. Dù là thưởng thức, quy ước hay là cái sự định đặt, nhưng mà nó cũng là một cái sự thật cần phải sử dụng cho đúng. Thí dụ như một cái vật có gốc nhọn, bốn cạnh đều nhau, hai cạnh song song và hai cạnh không song song và hai cạnh trên dưới song song, thì chúng ta gọi đó là hình vuông. Cái gì không có góc cạnh mà nó đều nhau thành một cái vòng thì chúng ta gọi đó là hình tròn. Khi người ta đã quy ước cái nào vuông là vuông, cái nào tròn là tròn. Nhưng mà nếu chúng ta gặp cái gì mà tứ giác á, mà chúng ta gọi đó là tròn, thì người ta sẽ nói rằng chúng ta nói sai, không đúng. Thì do vậy mặc dù có cái sự quy ước chế định, nhưng mà mình cũng phải xài cho đúng. Cho nên cái này gọi là tục đế. Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe giảng giải hai phần Nam Bất Bình Nhất Thí, Danh Chế Định và Thất Bình Nhất Thí là Nghĩa Chế Định. 13 pháp chế định này trong ngày hôm nay chúng ta sẽ học hết. Hôm nay thì bài học sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng, giảng sư của chương trình người Chủ Nhật, Thượng Tọa thuyết giảng, đem lễ cho hội chúng. Và bây giờ thì xin mời cô Lan Trần Nguyệt đọc cho kinh văn của bài học. Tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng Nam Mô Bổn Thầy. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ Sa Thủ Lành Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Đại Siêu đã dẫn nhập bài học. Bây giờ sư con xin được đọc phần chánh kinh, chánh văn. Giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Bài 8, tục đế. Tục đế, Sammuti Satcha là sự thật theo thường thức đối ngược với chân đế. Bhagmatha Satcha là sự thật của sự thật. Chúng ta có nhiều cách gọi một sự vật. Tất cả tên gọi đều là quy ước để nhận hiểu cái thật sự muốn nói. Là ngón tay chỉ mặt trăng chứ không phải là mặt trăng. Nói như vậy không có nghĩa là tục đế không quan trọng. Ngài Rivata, một nhà Phật học lỗi lạc, đã nói lên điều này. Có bốn yếu tố tác thành một phước sự bố thí, là thí chủ, người thọ thí, vật thí và tâm bố thí. Trong bốn yếu tố đó, tâm bố thí thuộc về chân đế, còn ba yếu tố đầu thuộc về tục đế. Dù nói vậy, cả bốn đều quan trọng. Tục đế, sự thật, có tánh tương đối vì là quy ước hay chế định, tức là banh nhất tí. Thí dụ, ngày nay, người ta vẫn dùng chữ quả xa hay xe lửa, mặc dù đầu máy không còn dùng than lửa và phun khói như ngày xưa. Tục đế cũng là sự thật, mang tính chủ quan. Thí dụ, khi nói, khí trời mát mẻ, thì trên thực tế, nếu so với người Việt Nam, thì 22 độ C là mát, nhưng nhiệt độ đó đối với người Alaska là nóng. Thắng pháp Abhidhamma đặc biệt phân tục đế theo hai phương diện, định danh và diễn nghĩa. Định danh là mắt bằng nhất tích. Định danh là quy ước về tên gọi, nói cách khác là ngôn ngữ. Có khi cũng gọi là sát đá bằng nhất tích, nghĩa là quy ước về cách gọi. Có cách gọi có ý nghĩa thật sự hay hữu thực,
tức là Savacchamana, có cách gọi chỉ là gọi thôi, hay vô thực, tức là Avacchamana. Thí dụ, khi có người đặt tên bánh, có tên đặt cho ý, do ý nghĩa như bánh xèo, tức là âm thanh khi làm bánh, bánh tét để ăn dịp Tết, bánh quay chèo, hình giống quay chèo. Trong lúc có những tên gọi là gọi mà không có nghĩa gì, như bánh bò, bánh nậm. Trong thắng pháp cũng nhấn mạnh ý nghĩa Savacchamana, có nghĩa là tên gọi chỉ pháp thực tính, và Avacchamana chỉ cho danh gọi pháp phi thực tính. Những danh từ kép thì có khi chữ trước và chữ sau không đồng cách. Một, hữu thực Savacchamana Panyati là cách gọi chỉ cho pháp thực tánh, thí dụ tâm, sắc, vân vân. Hai, vô thực Avacchamana Panyati là cách gọi chỉ cho pháp phi thực tánh, thí dụ trọc phú, tiểu thư, vân vân. Ba, hữu thực vô thực Avacchamana Avacchamana Panyati là từ kép chữ trước chỉ cho pháp thực tánh mà chữ sau thì không, thí dụ tâm tôi, mùi thơm, vân vân. Bốn, vô thực hữu thực Avacchamana Avacchamana Panyati là từ kép chữ trước chỉ cho pháp phi thực tánh mà chữ sau thì chỉ cho thực tánh, thí dụ nhập niết bàn, người tạo nghiệp, vân vân. Năm, hữu thực hữu thực Avacchamana Avacchamana Panyati là từ kép mà chữ và sau đều thuộc pháp thực tánh, thí dụ thuộc tánh trí tuệ, nhận thức, vân vân. Sáu, vô thực vô thực Avacchamana Avacchamana Panyati là từ kép mà chữ trước và sau đều thuộc pháp phi thực tánh, thí dụ xe sang, người đẹp, vân vân. Diễn nghĩa Artha Panyati là ước lệ để chỉ cho ý nghĩa nào đó. Những ý nghĩa này đôi khi có vẻ như có giá trị tuyệt đối trong cách hiểu thường thức, nhưng kỳ thật chỉ mang tính tương đối. Không hiểu được điều này tạo nên những ngộ nhận to lớn, ngay cả đối với người học Phật. Đây là một trong những lĩnh vực mà người học thắng pháp Abhidhamma không tìm thấy ở luật tạng và kinh tạng. Có bảy hàm nghĩa mang tính tương đối của tục đế. Một, quy ước về hình tướng, tức là Santhana Panyati. Thí dụ như nói biển rộng, sông dài, con kinh, lạch nước. Có khi con sông nhỏ hơn con kinh, hồ lớn hơn biển như Ngũ Đại Hồ so với Nhĩ Hải. Hay ở Mỹ, có khi boulevard nhỏ hơn street. Hai, quy ước về phức hợp sắc mua hát bành nhất tí như gia đình, tăng già, giáo hội. Những tên gọi như vậy không nói lên lượng hay phẳng nếu không xét nhiều yếu tố khác. Ba, quy ước về chúng sanh sắc tắc bành nhất tí như người thượng lưu, mỹ nhân, vua chúa. Tất cả đều là cách gọi rất tương đối. Thí dụ như câu ở xứ mù, thằng chột là vua. 4. Quy ước về phương hướng, Disa Panyati, như Đông, Nam, Tây, Bắc, là những phương vị chỉ có giá trị trên địa cầu. Ngoài thái không, chẳng có Đông, Tây. 5. Quy ước về thời gian, Kala Panyati, như xuân, hạ, thu, đông, hay cách phân chia niên lịch mang giá trị rất tương đối, tùy vùng, miền, tinh cầu. 6. Quy ước về không gian Akasapanyati như rộng, hẹp, gần, xa, vân vân, đều là mang tính cách đối đãi. 7. Quy ước về biểu tượng Nimittapanyati như tượng Phật, quốc kỳ, cách ký âm, vân vân. Gọi pho tượng là Phật cũng được, mà nói tượng Phật không phải là Phật cũng đúng. Ngữ và nghĩa. Từ vựng Sammutisaccha dịch là tục đế, có nghĩa là sự thật theo thường thức mang ý nghĩa ngược lại với chân đế, là sự thật thuộc pháp thực tính.
Tất cả đế là banh nhất tí, có nghĩa là chế định, quy ước. Nên cẩn thận. Không nên quan niệm rằng tục đế hay sự thật theo thường thức là không quan trọng. Ngôn ngữ tuy là ước lệ mang giá trị theo văn hóa, quốc độ, thời gian, nhưng là phương tiện chuyển tải những ý nghĩa cao siêu, tức là văn dĩ tải đạo. Chư Phật độc giác tuy tự mình ngộ nhưng không đủ ngôn ngữ và khả năng diễn đạt những gì tự thân liễu tri, không thể hoằng truyền giáo pháp như chư Phật toàn giác. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Nho giáo nói về sự chính danh, có nghĩa là nên có định nghĩa rõ ràng cho danh từ nào đó trước khi biến thành đề tài thảo luận. Thí dụ, theo Phật giáo Bắc truyền thì Bồ Tát, Bodhisattva, là một quả chứng. Trong lúc Phật giáo thuật ngữ đó chỉ cho chúng sanh phát tâm cầu giải và đang nỗ lực cho đại nguyện đó. Nhưng thảo luận không nên lấy một ý nghĩa mà áp đặt cho tất cả trường hợp. Những điểm cần nhớ: tục đế là sự thật, thường thức là những ước lệ để truyền đạt nên giá trị mang tương đối, nên mang giá trị tương đối của ngôn ngữ. Trong cách định danh có cách gọi mang ý nghĩa thực, mà cũng có nhiều cách gọi chỉ là gọi nhưng vẫn được chấp nhận. Trong diễn nghĩa thì ngôn ngữ giới hạn bởi phong tục, trình độ hiểu biết, giai đoạn lịch sử. Do vậy phải cẩn trọng và đừng quá cố chấp. Minh họa tục đế trong biểu đồ chư pháp. Xin mời quý vị vào trong trang cái link để xem cái hình ảnh biểu đồ tục đế. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là hai sự thật chân đế và tục đế, bài học tiếp theo sẽ là chân đế. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức Thân Chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có một điểm rất là thú vị ở trong Đạo Phật. Trong Phật giáo Bắc truyền thì có một câu là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Nhưng mà dù là bất lập văn tự, tuy nhiên có rất là nhiều tác phẩm đôi khi rất là lớn, thì dù Bích Nhâm Lục hay là Sáu Cửa Vào Động Thứ Thất, thì không ít những mô tả những minh họa bằng ngôn ngữ. Khi mà chúng ta đi vào tháng pháp áp vi thông, đôi khi chúng ta nghĩ rằng tục đế là cái gì nghiêng về ngôn từ, và cái gì thuộc về đệ nhất địa đế là nó vượt qua những cái quy ước về ngôn từ. Nhưng mà khi mà chúng ta học vào tháng pháp áp vi thông A Tỳ Đàm đó, thì có nhiều người gọi đó là một rừng ngôn ngữ. Thật ra thì Thắng Pháp Abhidhamma không nhất thiết là chỉ nói về chân đế. Mặc dù nhiều người trong chúng ta có quan niệm là Thắng Pháp Abhidhamma đặc biệt là nói về siêu lý hay nói về chân đế. Nhưng mà kỳ thật thì môn này, một bộ phận quan trọng này của Phật học, có những
hướng dẫn rất là quan trọng khi mà chúng ta đề cập đến ngôn ngữ, từ vựng, cách biểu đạt. Nói cách khác là về phương diện tục đế. Chúng tôi hồi còn nhỏ đó, có nhiều lúc học mà Thắng Pháp Abhidhamma có cảm tưởng như là phần tục đế này chỉ được nói cho qua loa, nói một cách gọi là rất là ngắn gọn ở trong một bài học, và đôi khi có nhiều người học là quên bẵng đi phần này bởi vì nghĩ không quan trọng như là bốn pháp chân đế. Nhưng mà kỳ thật thì thưa quý vị, cách mà Thắng Pháp Abhidhamma đề cập đến tục đế và từ đó tạo nên một sự tương phản khi mà chúng ta nói về chân đế là một ở trong những lĩnh vực mà có thể nói rằng rất là tế nhị và hết sức là hữu dụng cho bất cứ ai học Phật. Như chúng ta biết rằng tục đế là sự thật theo thường thức, và khi nói đến những sự thật theo thường thức thì đó là cái gì mà chúng ta sống với, chúng ta sử dụng hàng ngày. Ngay cả như hôm nay thì Tổ Thầy Siêu và chúng tôi vừa gửi đến quý vị một số ý nghĩa, thì dù cho ý nghĩa bất cứ điều gì nhưng mà chúng tôi cũng phải sử dụng đến một thứ gọi là ngôn ngữ. Không có ngôn ngữ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp trở ngại lớn để hiểu được điều gì đó. Khi nãy chúng tôi có biết một đoạn ở trong phần mà nên cẩn thận đó, thì có đề cập đến một cái ý nghĩa mà trong một bài kinh rất là nổi tiếng của kinh điển Phật giáo, đó là kinh Tỳ Kheo Độc Sự. Ở trong bài kinh Tỳ Kheo nói về hình ảnh của chư Phật độc giác, một bài kinh rất đẹp. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong sớ giải của kinh Tỳ Kheo thì lại đưa ra một hình ảnh là chư Phật độc giác là những vị rất là thù chịu về một phương diện mà các bậc trinh văn không thể so được, đó là tự mình giác ngộ, không cần qua sự khai thị. Tự mình giác ngộ là một thành tựu rất lớn ở trong con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát. Nhưng mà ngoài cái chuyện tự mình giác ngộ không cần sự khai thị của vị Phật độc giác, thì ở một cái phương diện khác, vị Phật độc giác không có đủ ngôn ngữ và cái khả năng để diễn đạt những gì mình giác ngộ, giống như Phật toàn giác, ví dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật của Đức Bổn Sư của chúng ta. Khi mà để diễn đạt những gì mà mình thấy biết, nó là một chuyện hoàn toàn khác. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là cũng thời đến thăm một nơi nào đó ở Vancouver chẳng hạn, một thành phố đẹp, nhưng mà khi trở về nhà thì có những người có thể mô tả lại cho chúng ta một số khái niệm về địa hình, đồi núi hồ, về ngôn ngữ, về văn hóa, về sinh hoạt, về những cái xuất sắc của thành phố Vancouver. Và có những người khác về thì nhiều lắm thì nói ô thành phố rất là đẹp, tôi rất là thích, chứ không thể diễn tả được nhiều. Chỉ khác biệt là một người có khả năng có ngôn ngữ đi diễn đạt và một người không có đủ khả năng, không có đủ ngôn ngữ để diễn đạt, hai cái đó khác nhau. Ở trong sứ giải được kinh Tỳ Kheo có dùng một cái thí dụ, đó là chư Phật độc giác như là một người câm mà nằm chiêm bao. Nằm chiêm bao thì ở trong giấc mộng thấy nhiều điều rất là thú vị, nhưng bởi vì mình câm thật ra mình không thể diễn tả được. Chứ câm ở đây chúng ta nên hiểu là ở trong ý nghĩa tiêu cực, mà ý nói rằng
Nhưng Phật đồng giác, các ngài có những cái thấy, cái biết, cái sự hiểu ngộ mà rất là sâu kín, rất là tế nhị. Nhưng mà để diễn đạt, để minh họa và để thiết lập một ngôi nhà giáo pháp thì đó là một chuyện hoàn toàn khác. Dạ, một chuyện hoàn toàn khác. Thì thí dụ này cho chúng ta thấy cái sự điều mà chúng ta gọi là sự quan trọng của ngôn ngữ, cái quan trọng của cái phương tiện truyền đạt, hay ngày hôm nay chúng ta gọi là truyền thông. Và cái phương tiện truyền đạt đó chúng ta sẽ gọi ở trong cái gọi là tục đế. Mà ngôn ngữ là một phương tiện diệu dụng giúp cho chúng ta rất nhiều. Nhưng mà chúng ta nên hiểu tính chất tương đối, chứ không nên hiểu nó bằng tính chất tuyệt đối. Sự tương đối của ngôn ngữ và tính chất chủ quan của ngôn ngữ, đó là điều dễ dẫn chúng ta đến những cái ngộ nhận, những cái sai nếu chúng ta không khéo. Chúng tôi nhớ hồi xưa trong một bài kinh tụng về vô thường khổ đau vô ngã, có một câu rất là thú vị gọi là nghe lầm ác nói lại lầm. Một cái người nghe lầm nó nói lại lặp lại thì cũng lầm, nhưng mà có nhiều khi mình nghe đúng mà mình nói là cũng lầm nữa. Dạ, ngôn ngữ rất là nguy hiểm bởi nó có tính cách rất là tương đối. Dạ, tương đối lắm, phải hết sức là cẩn thận. Chúng tôi thường có một vài cái chứng dẫn, ví dụ như là cụ Nguyễn Du nói là đã mang cái nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thì chúng ta nói cái chuyên nghiệp á, thì trong cái ngôn ngữ và văn chương Việt Nam đôi khi mình hiểu cái nghiệp là nghiệp xấu. Ví dụ như một người vợ mà lấy chồng về gặp bà mẹ chồng rất là cai nghiệt, thì không biết cái cô có bị cái nghiệp gì mà gặp bà mẹ chồng khổ quá. Nhưng mà nếu một người mà rất là thành công, giàu có, ít có ai nói rằng cái người đó không biết do cái nghiệp gì, bị cái nghiệp gì mà thành công. Ở trong ngôn ngữ tiếng Việt Nam chúng ta thì nghiệp thường đi hiểu là nghiệp xấu, nhưng mà thực sự nó không hẳn như vậy. Nghiệp thì có nghiệp tốt, nghiệp xấu, đồng ý là những gì thấy trong đời sống thì nó có cả hai, tốt và xấu, vui và buồn, nhưng tất cả đều là nghiệp, hoặc là nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện. Thì ở đây cái cách dùng chữ nghiệp đó, nó có cái cách rất tương đối lắm. Và về điểm này thì chúng ta đặc biệt phải rất là cẩn thận. Trên phương diện tục đế được phân chia thì thánh pháp là chia làm hai, một phần là định danh, một phần là diễn nghĩa. Định danh ở đây tức là cách đặt tên, và cái cách đặt tên thể trong ngôn ngữ, thưa quý vị, nó có cái hiện tượng rất là cũng là lạ đó, là nói thì mới nói thì nghe cũng như có luật, nhưng mà thật sự nó có luật lệ gì hết, nó không có luật lệ gì hết, nó chỉ đơn thuần là đó là cái tình cờ người ta làm thôi, nhưng mà rồi người sau có thể bắt chước theo. Ví dụ như quý Phật tử thấy rằng khi mà những cái bậc tiền nhân đi trước dịch thuật từ chữ Phạn sang chữ Hán và chúng ta thừa kế sau này đấy, thì có nhiều cái dịch cũng rất là lạ, như là dịch tên người, như là nói là vua Tịnh Phạn, chữ Tịnh Phạn dịch từ chữ Xích Thô Đá Đá, Xích Thô là Tịnh và Đá Đá là Phạn. Có những chữ mà chúng ta nửa âm nửa dịch, ví dụ Sariputta, Sari thì âm là Xá Lợi, Putta âm là tử, Xá Lợi tử tức là tên hay Xá Lợi Phất ấy, thì nửa âm nửa dịch. Có những thứ mà hoàn toàn là dịch, ví dụ là
Ngài Anan ra dịch là Anan thì hoàn toàn là âm thôi chứ có dịch. Còn có những chữ hoàn toàn dịch. Thì bây giờ trường hợp nào nên âm, trường hợp nào nên dịch, thì thưa quý vị cái đó mình chịu. Dạ, cái đó mình chịu là tại vì sao? Tại vì gọi sao thói quen hết. Dạ, nó không có một cái luật định nào. Ví dụ như vua là vua Tịnh Phạn mà hoàng hậu Ma Gia, thì Tịnh Phạn là hoàn toàn là chữ dịch mà Ma Gia hoàn toàn là chữ âm. Thì trong trường hợp mà cái cách định danh cuộc sống thì nó cũng tương tự như vậy. Chúng tôi lấy ví dụ mà quý vị đọc mà đặt tên bánh, đặt tên bánh dĩ nhiên là mình nghĩ cái tên phải có ý nghĩa nào đó. Ví dụ bánh xèo, tại vì mình chiên lên nghe nó cái xèo. Hay là người miền Trung có bánh gọi là bánh 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 khoái, nhưng mà người ta nói bánh khoái từ bánh khói mà ra, tại vì mỗi lần là bánh đổ chiên bánh thì khói nhiều, người bánh khói sao họ là đổi là bánh khoái. Hay chúng ta có cái bánh để ăn vào ngày Tết thì gọi là bánh tét. Nhưng mà có nhiều người hiểu bánh tét là bánh mà lấy dây tét ra, thì chúng tôi nghĩ rằng chữ Tết thì chữ tét nó đúng, chữ tét thì chữ Tết thì nó đúng. Và hồi nhỏ chúng tôi có những bánh như bánh da lợn hay bánh qua chèo. Qua chèo thì nó giống như qua chèo, và bánh da lợn thì nó dùng giống da heo, nó có nhiều lớp. Nhưng mà có những cái thứ bánh mà nó có ý nghĩa gì hết. Thí dụ bánh bò, bánh bò chúng tôi không biết chữ bò đó chỉ con bò hay là động từ bò, nhưng mà bánh bò thì nó có liên quan tới gì đó thì là mình ít. Khán giả là một tên của loại bánh nào đó, bánh nậm chẳng hạn. Cái việc mà quý vị hỏi bánh nậm là nghĩa gì chúng tôi cũng không biết nghĩa là gì, nhưng mà đôi khi mình đặt là đặt thôi. Dạ, đặt có khi đặt là có nghĩa, khi đặt là vô nghĩa. Và trong cái định danh thì nó luôn luôn có pháp là định danh có pháp có thực tính và pháp không có thực tính. Bây giờ thì chúng ta quý vị quan hỷ chúng tôi một chút nha. Thì thưa quý vị, trong ngôn ngữ của Phật học thì có những pháp có thực tính như là tâm, sắc pháp, niết bàn, hay Phật giả là nó quẩn xứ giới đế. Những cái pháp đó là những pháp nó liên quan đến thực tính, nhưng mà nó cũng có những cái từ vựng mà hoàn toàn là phi thực tính. Ví dụ mình nói rằng trọc phú, nói là tiểu thư, nói rằng nghiệp sĩ, thì tại sao nó gọi là phi thực tính? Thì về điều này ngài Nagasena, ngài Đa Tiên, ngài đưa ra một ví dụ như là mình gọi là long xa với xe vua. Nhưng mà khi mà mình tháo rời từng bộ phận, từ cái khung xe, rồi bánh xe, rồi mui xe, rồi những cái bộ phận khác tháo rời ra, thì không có cái nào trong đó mà gọi là long xa. Long xa chỉ là một sự kết hợp, tổng hợp lại của nhiều cơ phận. Và cũng những cơ phận đó mà được dùng cho nhà vua thì gọi là long xa. Và có nhiều khi ngày hôm nay thì người ta đặt tên, người ta muốn đặt cách nào họ đặt. Có đôi khi họ đặt là xe vua, họ cũng không nhất thiết là vua thật sự. Thí dụ họ nói là vua thép, là vua xe hơi, thì cái vua đó nó chỉ là một cái giả định thôi. Dạ, một cái giả định đó, một cái thực tính. Thì hai phương diện này, pháp có thực tính và phi thực tính đó, thì chúng ta gọi là thực và vô thực. Thì đôi khi có những từ ghép, và do có những từ ghép này nên tạo nên bốn trường hợp sau mà chúng ta gọi là có khi
hữu thực vô thực là trước đó, là cái danh từ chỉ pháp thực tính, mà sau chỉ danh từ phi tính tạo thành danh từ kép. Dạ, như nói tâm tôi hay là mùi thơm, tâm mới là một thực tính, mà tôi đó là phi thực tính. Dạ, nó là một ước lệ. Mùi thơm, mùi đó là một thực tính, mà thơm hay là không thơm hay là mùi hôi đó, thì cái đó là phi thực tính. Ví dụ mình nói mùi sầu riêng hay mùi nước mắm gọi là thơm hay là hôi, nó tùy theo mỗi người. Thành ra nó là phi thực tính. Và vô thực hữu thực, đầu thì nó không có thực tính, mà danh từ sau thì nó thực tính. Ví dụ mình nói rằng nó là nhập niết bàn, thì nhập thì phải có cái gì mới nhập được. Nhưng mà niết bàn là một trạng thái, nó không có nhập, không có xuất. Và hoặc giả là nói rằng người tạo nghiệp, thì như bài học trước chúng tôi có đề cập đến là nó đúng là thực tướng, chỉ có tạo nghiệp thôi chứ không có người tạo nghiệp. Chỉ có tạo nghiệp, chỉ có gặt quả chứ không có người gặt quả. Đây là ý nghĩa rất là tế gì. Hữu thực là một danh từ trước và sau, mà danh từ kép đó, nó đều chỉ pháp thực tính hết. Ví dụ mình nói nhãn thức, hay là nói là tâm thiện hay tâm bất thiện v.v. thì đó là danh từ kép, mà cả hai đều chỉ pháp thực tính hết. Vô thực là trước và sau đều thuộc về pháp phi thực tính. Thí dụ chúng ta nói là xe sang hay là người đẹp, chiếc xe thì đôi khi nó chỉ là một danh từ có tác dụng là ước lệ chung chung, cái đó gọi là xe. Nhưng mà nó có thể xài được nhiều trường hợp khác nhau, và cái sang cái không sang đó nó cũng tùy theo quan điểm của mỗi người. Ví dụ như là chúng ta ở Mỹ đôi khi chúng ta thấy xe Mercedes, BMW thì thấy nó sang, nhưng mà rồi qua bên Âu Châu nhiều khi xe BMW, xe Mercedes là xe taxi dùng để chạy taxi khách hàng, thì gọi là không sang. Thì cái sang và không sang đó nó là một cái khái niệm định đặt. Hay là mình nói người ấy, tức là một danh từ giả lập, và đẹp hay xấu nó cũng do mỗi người. Người ta nói rằng thời nhà Đường á, một người phụ nữ giống như Dương Quý Phi gọi là một mỹ nhân, là người phải phó pháp. Bây giờ thì chúng ta có một người tương đối hơi mignon, gầy mới là đẹp. Thì về cái ngành thẩm mỹ học á, thì cái gọi là đẹp hay là không đẹp cũng tùy người, tùy theo xứ, thì tùy theo văn hóa. Chứ không thể nói chữ đẹp nó là một khái niệm tuyệt đối. Dạ, thành ra khi chúng ta nói xe sang, người đẹp là danh từ vô thực, tức là trước và sau rồi. Nó là một từ kép mà đều mang tính cách là giả tá. Bây giờ thì chúng ta nói về cái hàm nghĩa hay diễn nghĩa. Diễn nghĩa ở đây đó là một cái cách nói để chúng ta định đặt một ý nghĩa nào đó. Và về phương diện này đó, thì chúng ta phải đặc biệt hết sức là cẩn thận và hết sức cẩn thận. Bởi vì những cái ý nghĩa mà chúng ta nói đó, nó mang tính cách rất là tương đối. Có 7 cái trường hợp mà nói về sự diễn nghĩa này. Thứ nhất là cái quy ước về hình tướng. Thí dụ mình nói rằng biển rộng, sông dài, hay là con kinh đặt nước. Vị nào ở trong miền Nam thì biết rằng khi mà nói về những cái hình tướng, những cái khối nước thì người ta có nhiều tên đặt lắm. Thí dụ như là con sông thì có sông Cái, rồi là sông rất lớn chẳng hạn, rồi có con kinh là cái gì, con người họ đào, và đào như kinh đào Suê hay là kinh Sáng ở Việt Nam chẳng hạn, người Nam Tràng Dịch, rồi con kinh, rồi có cái lật, rồi có cái xẻo, rồi ở trong chúng ta có cái đầm, có cái đìa, có cái bưng biển, rồi có ao, có hồ, có vũng nước, mình đặt rất là nhiều. Thì bây giờ mình nói là cái lạch, cái xẻo khác nhau thế nào, thì thưa quý vị, điều đó cho ta đặt hết. Có nhiều khi con kinh lại lớn hơn con sóc, hay là như ở Mỹ này, chúng ta nghe những chữ người Mỹ thường đặt là mình nói là highway, là freeway. Đôi khi cái freeway lại nó không lớn như là highway, mà có những chặng mà freeway nó lại không có
được như là highway, mặc dù thường thường thì freeway ấy, nó là rộng hơn là highway. Rồi chúng ta cũng nói đến một số cái ý nghĩa mà về hình tướng nó mang tính rất là tương đối, như là ở Mỹ họ nói về boulevard, chúng ta hay là đại lộ, street gì là con đường. Nhưng mà chúng tôi ngày xưa ở một cái chùa Pháp Vân bên California thì gọi là Philip Boulevard, thì cái boulevard đó là nhỏ hơn là đường đường hồ, đường hồ là hồ street hay là Philip Boulevard. Thì mình nói là boulevard là đại lộ thường nhất, thích lúc nào nó cũng lớn hết, mặc dù mình hay dịch là đại lộ, mặc dù là street hay là land. Nó có nhiều danh từ gọi, nhưng mà khi định đặt một con đường rồi đó thì thưa quý vị, về sau này cái sự phát triển nó lại một lẽ nữa. Thật ra khi mà chúng ta định danh về phương diện hình tướng đó, là phải coi chừng nó có giá trị rất là tương đối. Ở Việt Nam chúng ta có cái trường hợp rất là thú vị là có cái phái gọi là Cổ Sơn Môn. Mới nghe nói Cổ Sơn Môn thì mình nghe lâu đời, nhưng mà Cổ Sơn Môn thật ra mới đây thôi, và thời Pháp được lập nên. Trong lúc đó ở bên Nhật có phái Tân Tăng. Tân Tăng thì nghe nói Tân Tăng là mới, là một hình thức tăng sĩ có gia đình, nhưng mà đã được thành lập từ thế kỷ thứ 12. Thì nói là Tân Tăng á, mà mới hơn Cổ Sơn Môn thì nghe nó cũng kỳ. Hay là trong âm nhạc Việt Nam chúng ta có cái chữ gọi là Tân Nhạc và Cổ Nhạc. Thì thật ra Tân Nhạc ra đời trước Cổ Nhạc. Tân Nhạc là dòng nhạc mà chịu ảnh hưởng Pháp, Cổ Nhạc là một cái dòng nhạc mà chịu cái nhạc ảnh hưởng nhạc ngũ âm. Và đặc biệt là từ khi ông Sáu Lầu sáng tác một bản nhạc, và bản nhạc đó đã trở thành một cái nguồn nhạc mới. Nhưng mà ta không gọi là nhạc mới, mà người ta gọi là cổ nhạc, thì tại vì nó mang hơi hẳn của cổ âm, của ngũ âm chẳng hạn. Thì như vậy cái tân, cái cổ và vân vân, nó là một hình thức. Ở đây chúng tôi nói là nó một cái khái niệm rất là tương đối, tương đối lắm. Chúng ta nói quy ước về sự phức hợp. Về sự phức hợp này thì như chúng ta nói là gia đình, hay là giáo hội, hay là tăng già, tức là những cái gì đó mà nó là kết cấu của nhiều cái đơn vị, nó tạo thành như một gia đình thì có nhiều người, một người gọi là gia đình, hay là giáo hội là một cái cơ cấu mà có nhiều thành viên của tôn giáo, hay là tăng già thường là đôi khi là nhiều tăng ni, hoặc giả là bốn vị tỳ kheo trở lên gọi là tăng. Nhưng mà như vậy những chữ này thì nó cho chúng ta thấy một cái cơ cấu được tạo nên bởi nhiều cái thành viên, nhiều cái đơn vị, nhưng mà từ đó thì nó không nói lên được cái gì là đó là lớn bằng, đó là về phẩm về lượng ra sao. Chúng tôi nhớ cộng đồng người Việt ở bên Mỹ có một điểm rất là vui là đôi khi đến tham gia một cái buổi lễ ngoài cộng đồng, họ tổ chức, họ nói với ông chủ tịch này, hội trưởng kia, mà người ta nói có những cái hội đoàn nghe chức chủ tịch của quay, nhưng thực sự trong cái hội chỉ có 3 người thôi. Nhưng mà có những cái hội đoàn cũng là tên như vậy đó, nhưng mà ở trên thực tế là họ có cả mấy ngàn hội viên. Nhưng mà khi mà đưa ra đó thì ông nào cũng là chủ tịch, ông nào cũng là hội trưởng một cái tổ chức, một cái hội đoàn. Nhưng mà tên gọi là hội đoàn đó thì có nghĩa là được đăng bạ trên luật pháp là đây là hội đoàn này, hội đoàn kia. Nhưng mà cái hội đoàn không nhất thiết nó hội đoàn thì phải mạnh, hội đoàn phải đông. Hội đoàn có khi chỉ có 3 người, mà có khi có cả triệu người. Thật ra cái về điểm này chúng ta cũng phải đặc biệt rất là cẩn thận. Quy ước về chúng sanh. Và chúng sanh ở đời, như là chúng ta nói rằng cái người đã thuộc giới thượng lưu, đó là một mỹ nhân, hay là vua, hay là như là một ông hoàng, và ông hoàng âm nhạc, hay là một ông vua thép, vua xa hơi, thì người ta đặt tên có tính cách là nó tương đối. Ví dụ người ta nói là ông vua xa hơi thì không nhất thiết là, có thể là thời đó một điểm nào đó ông rất là quanh liệt, ông đã tạo ra được nhiều cái mặt hàng về xe cổ, nhưng nó không phải là tất cả, nó không có giá trị tuyệt đối.
Chúng tôi nhớ hồi xưa người ta có kể cái câu chuyện là có một người họ quá thương vợ, và người vợ này thì chỉ có một mắt thôi. Thì người vợ, ông này cũng nói rằng khi tôi yêu vợ tôi rồi đó thì tôi thấy tất cả những người phụ nữ khác trên thế gian này có dư một con mắt. Dạ. Ông này không thấy người vợ là thiếu con mắt mà thấy những người vợ khác, những người đàn bà khác là dư con mắt. Thì nó cũng là một cách, nó cũng là một cách suy diễn. Thành ra tại sao chúng tôi nhắc đi nhắc lại chữ tương đối, tại vì tương đối là cái đặc tính của tục đế. Dạ, đặc tính của tục đế, cái tên gọi đó để cho chỉ cho điều đó, nhưng mà nó không chắc hẳn là nó sẽ nó sẽ mang một giá trị khẳng định tuyệt đối. Nên nên lưu ý về việc đó. Bây giờ chúng ta nói về những cái quy ước về phương hướng, đông nam tây bắc trên dưới. Khi mà quý vị thỉnh thoảng nghe thượng tọa Từ Siêu nói về cái chuyện mà mình niệm niệm tâm từ, đôi khi mình niệm tâm từ tới người hướng đông nam tây bắc trên dưới, thì ở trong tiếng Phạn thì cũng giống như chúng ta học hồi nhỏ những bài học về thường thức ấy, là đôi khi mình chỉ nghĩ người trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái, trên và dưới thôi. Mà nhiều khi một người cũng có la bàn, cũng đi vào trong rừng cũng định định hướng được rõ, ban đêm ngồi cũng biết hướng nào đông nam tây bắc, nhưng mà cái trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái thì mình quy định được. Thì tương tự như vậy, và đối với trên địa cầu chúng ta đó thì hướng về bắc cực là phía bắc, nam cực là phía nam, và nếu mà chúng ta đi về hướng đông, tức hướng mặt trời mọc đó, mà đi hoài thì chúng ta trở về chỗ cũ, và hướng tây về mặt trời lặn chúng ta đi hoài cũng về hướng chỗ cũ, tại vì trái đất nó tròn. Như vậy là hồi mà mình còn chưa có đủ cái kiến thức về cái hình dạng tròn của địa cầu đó, thì có thể là mình nghĩ rằng đông tây nam bắc là một điều tuyệt đối. Dạ. Thậm chí là cái đông nam bắc đó áp dụng cho cả ngoài cái trái đất này. Dạ. Ở trong Phật giáo có hai cái tông phái mà rất là chú trọng về về phương vị, đó là Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông tức là khi mà nói về kinh A Di Đà, đó là 10 muôn triệu thế giới Ta Bà về hướng tây. Hay là trong Mật Tông thì đặc biệt có đề cập đến các phương vị, phương vị là đông nam tây bắc, như là Đức Tỳ Lô Giá Na ở phương vị nào, Đức Dược Sư ở phương vị nào, Đức Di Đà ở phương vị nào. Nhưng mà ở trong Phật học, Phật giáo nguyên thủy đó, thì phương vị không mang tính tuyệt đối. Phương vị đó nó mang tính rất tương đối, và nó chỉ có thể áp dụng ở trên trái đất này thôi. Khi mình ra ngoài trái đất ấy, ngoài thái không ấy, thì nó không có đông nam tây bắc, không có trên dưới. Dạ. Hay là chúng ta nói cách khác, như người người Âu Châu và người Mỹ thường gọi người Úc nước Úc gọi là down under. Down under là ở dưới. Dạ, ở dưới đó, down under. Và khi mà vẽ bản đồ thế giới đó, thì nước Úc luôn luôn nằm ở phía dưới ngang với cái vĩ tuyến của những quốc gia như Nam Phi, như là Argentina chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta qua bên Úc đó, có nhiều người Úc họ họ vẽ bản đồ họ bán mà chúng tôi có mua một cái cho mình kỷ niệm đó. Họ vẽ bản đồ lật ngược lại thì nước Úc nằm trên và Mỹ, Canada, Nga rồi nước ở dưới. Nhưng mà kỳ thật ở trong trái quả địa cầu này không có cái nào trên dưới. Chúng ta ngay chữ Nam cực Bắc cực thì chúng ta gọi tương đối thôi. Ở trong một cái tinh cầu tròn như vậy đó, thì thật ra đông nam tây bắc trên dưới đó, nó hoàn toàn là tương đối, hoàn toàn là chế định, nó không có cái giá trị thật. Chúng ta chỉ bay đem cái đông nam tây bắc mà bay ra khỏi địa cầu hay đi vào vũ trụ như phi thuyền Voyager đi qua Thái Dương hệ mà còn áp dụng được địa bàn la bàn đông nam tây bắc như là chúng ta dùng la bàn để đi ở trên trái đất này được, thì chúng ta nên hiểu rằng
phương hướng là một chế định. Một điểm thú vị khác là thời gian. Thời gian nó cũng là một cái ước lệ, một cái quy ước. Đức Phật Ngài dùng nhiều cách để Ngài nói về thời gian. Ví dụ như nhỏ nhất là một cái khẩy móng tay. Khẩy móng tay. Và lâu quá có khi Đức Phật Ngài dùng tới gọi là một đại kiếp. Một cái mạp. Một đại kiếp là tuổi thọ của một kiếp trái đất. Và hơn thế nữa chúng ta còn có A Tăng Kỳ Kiếp. Nhưng mà những cái đó nó cũng tương đối và rất là tương đối chứ không có cái tính cách tuyệt đối. Vì vậy khi mà chúng ta nói xuân hạ thu đông, mình đã sang thu, trời đã sang thu rồi, trời đã vào hạ rồi, thì cái đó nó chỉ đúng với một cái thời tiết của một nơi nào đó. Chứ tôi lấy ví dụ như là ở Houston chúng tôi đang ở là đang vào mùa hè, bởi vì ở Bắc Bán Cầu đang vào mùa hè, thì ở Nam Bán Cầu là Brazil, Argentina là Úc, bây giờ bắt đầu trở lạnh, trời bắt đầu sang đông. Thì trên phương diện lịch, nếu người Úc họ xài lịch Việt Nam thì họ cũng phải gọi đó là mùa đông, ấy gọi cũng gọi là mùa hè. Và mùa hè bởi vì bên Úc họ có trường hợp là mùa hè thì lạnh, mùa đông thì nóng, Christmas là Tết ấy, nóng, nóng oi bức, nóng, nóng lắm. Và mùa hè thì nó rất là lạnh, bởi vì thời tiết ở Nam Bán Cầu và Bắc Bán Cầu trái ngược với nhau. Thì như vậy cái thời gian đó, như chúng ta nói xuân hạ thu đông hay là phân chia nhân lực, chúng ta nói là thu phân đông chí, xuân phân vân vân, thì tất cả đều là được quy định bởi cái chỗ làm lịch. Ở bên Trung Quốc thì họ hay làm lịch ở Bắc Kinh. Trong cái quyển Trung Thư thì họ lấy theo cái lịch của ở Bắc Kinh để họ áp dụng cho Trung Quốc. Và chúng ta dịch lại thì những cái hạ chí xuân phân là hoàn toàn là mình lệ thuộc vào cái địa phương đó, và nó rất khác, nó không áp dụng như ở Việt Nam. Thật ra như bên Mỹ họ có một cái quyển sách gọi là Farmer's Almanac, và tức là cái lịch cho nhà nông. Thì cái nông lịch này đó ở trên thực tế nó cũng nó hết cả nước Mỹ được. Và chúng tôi lấy ví dụ như là nước Mỹ là một đại lục rất là rộng. Thì ở đại nước Mỹ này đó thì người nhà nông ở Nebraska và nhà nông ở Louisiana ở Texas đó, thì sử dụng chung cái Farmer Almanac, tức là nông lịch đó. Nhưng mà nó không giống nhau. Tại sao không giống nhau? Bởi vì cái thời gian mà được phân chia theo nông lịch đó, nó là tùy theo mỗi địa phương. Thì chúng ta thấy nó có cái cách rất là chi tiết, rất là đối đãi rất là tương đối, chứ nó không phải là cái giá trị tuyệt đối. Thời gian thì sự quy định về thời gian cũng tương đối, về khí vọng về không gian thì nó cũng tương đối lắm, chứ quý vị. Ví dụ chúng ta nói gần xa rộng hẹp. Hồi chúng tôi ở Việt Nam á, mà nghe nói từ Sài Gòn đi về Vĩnh Long á, thì chúng tôi nghe nói hành trình dịu vậy. Bây giờ chúng ta nghe thì tội về siêu nói là có khi đi buổi sáng rồi buổi chiều về chẳng hạn. Hay là ngày xưa mà chúng tôi từ Sài Gòn Đức hay Sài Gòn ra Biên Hòa cũng là một chuyến đi xa. Mà bây giờ gom lại thì Thủ Đức cũng nằm ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì thật ra nó chỉ là một cái chuyến đi rất ngắn thôi. Đường bây giờ rộng hơn. Và như vậy là cái ý niệm về cái dài ngắn rộng hẹp nó không có giá trị tuyệt đối. Dạ, không giá trị tuyệt đối. Hồi trước sư trưởng còn sanh tiền, có nhiều khi sư trưởng hỏi chúng tôi là sư Thí Định, sư Giác Đẳng có ở gần nhau không? Thì chúng tôi trả lời dạ gần với sư cậu. Thì sư trưởng nói là gần bao nhiêu? Nói dạ đi qua bên đó thì chỉ bay có 2 tiếng đồng hồ thôi. Sư trưởng nói bay 2 tiếng đồng hồ sao nó gần được. Nhưng mà tại vì ở Mỹ rất nhiều khi chúng tôi bay những nơi 5 tiếng. Ví dụ từ Houston mà bay California 3-4 tiếng, Houston bay lên trên New York thì cũng 3-4 tiếng. Nhưng mà chúng tôi nghĩ đó là gần, rất là xa, hơi xa một chút. Nhưng nếu bay chỗ 2 tiếng, từ Houston qua Tampa 2 tiếng, chúng tôi gần. Thì cái gần, cái xa đó, nó chỉ là nói một cách rất là tương đối. Rất là tương đối. Thì
không phải chỉ có cái quy ước về không gian mà còn quy ước về biểu tượng nữa. Dạ, quy ước về biểu tượng. Cái biểu tượng là một cái gì đó mà đôi lúc nó có giá trị gần như là tuyệt đối trong một cái ngôn ngữ. Hôm qua chúng tôi có thấy một cái chai tương ớt, dạ, một chai tương ớt, và trên tương ớt đó họ in cái hình của Đức Phật và có hào quang đỏ rực để họ muốn chỉ cho rất là cay. Thật ra trong thời đại luật thương mại người ta có nhiều cái lạm dụng, thưa quý vị. Nhưng mà rồi chúng tôi cũng tự nghĩ rằng mỗi người ở đời đều có quan niệm riêng. Mình là Phật tử, mình không có hoan hỷ khi thấy cái hình Phật được in ở trên một cái nhãn như vậy. Dạ, nhưng mà khi mình đến một nền văn hóa khác, một xứ sở khác, người ta có cái nhiều cách nhìn khác nhau. Ngay cả ở Á Châu ngày xưa in hình cái xã nhang, cái bao nhang, họ in hình Đức Quán Thế Bồ Tát hay hình Phật. Hay là sau này có cái hiệu hiệu gạo mà hiệu ống đĩa, họ học là Phát Buddha. Và Phát Buddha họ in hình cái nhãn hiệu như vậy. Thì bây giờ chúng ta nói đến biểu tượng đó, thì nó cũng là một cái giá trị tương đối. Ở đây chúng tôi có vài dẫn chứng, ví dụ là mình nhìn thấy một cái pho tượng của người Mễ Lạc, mình nhìn thấy trông thấy hồi kiết già và cái mái tóc như vậy, mình nói ô đó là Phật đó, tượng Phật. Nhưng mà người khác nói không, cái đó không phải là Phật. Thì cái là Phật hay không phải Phật đó, thì do chúng ta nói thôi. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi sang bên Miến Điện đó, họ có một cái nơi mà họ tạc 28 vị chánh viễn tri. Thì họ có tạc một vị Phật ở trong quá khứ mà mặc cái y trùm cả hai vai mà nó hở một chút, tức là bên vai bên phải hở một chút, thì cũng là một vị Phật. Thì có người Phật tử họ nói rằng mấy người Miến Điện này hiểu sai rồi, cái tượng này là tượng Phật A Di Đà chứ không phải tượng Phật này. Thì thứ vị cách mặc y, cái tên gọi đó, nó cũng chỉ là một cái giả định thôi. Và cũng có ai thấy Đức Phật A Di Đà mặc y như vậy, mà bây giờ có người chế kiểu mặc y như vậy gọi là Phật Anumodasi, thì cả cái tên gọi, cách gọi nó cũng nó cũng chỉ là tương đối. Giống như chúng tôi hồi nhỏ mà thấy ở trên những cái sách giáo khoa mà vẽ hình Nguyễn Huệ và vẽ hình Trần Hưng Đạo, thì cái tuổi thơ thì chúng tôi nghĩ rằng ồ đó là Phật, đó là hình của Nguyễn Huệ, đó là hình của Đức Trần Hưng Đạo. Nhưng mà lớn lên rồi, từ từ mình khôn rồi mình biết rằng thì những nhà họa sĩ họ minh họa, minh họa ký, họ đặt ở đây là Lê Lợi, đây là Hưng Đạo Vương, đây là Bùa Quang Trung, thì minh họa cho có vậy thôi, chứ thật ra đó là biểu tượng. Dạ, đó là biểu tượng. Như mình nói lá cờ Phật giáo, thì người Thái Lan thì họ là lá cờ Phật giáo là một cái nền vàng, một bánh xe pháp màu đỏ. Và cờ Phật giáo thế giới bây giờ ở nhiều quốc gia là cờ ngũ sắc, xanh vàng đỏ trắng, và một cái vật thứ sáu là do năm màu nhập lại. Thì thưa quý vị, tất cả đều là biểu tượng, và trong biểu tượng người ta có nhiều cách để người ta sử dụng biểu tượng, và biểu tượng nó cũng là một cách rất là tương đối. Thì như vậy khi mà chúng ta nói về phương diện mà hàm nghĩa hay là diễn nghĩa đó, thì nó cũng giống như định danh đó, nó là một cái chi tiết, nó là một cách ước lệ, nó là một quy ước giữa con người. Không có không được, và không có thì không được. Và ví dụ người ta đại dương, hay là đó là Ngũ Đại Hồ. Quý vị nào đã đến Ngũ Đại Hồ rồi, quý vị sẽ biết rằng là cái Ngũ Đại Hồ lớn lắm. Mà hồi nãy chúng tôi nhắc là mình đến Vân Nam có cái hồ gọi là hồ Nhĩ Hải. Thì hồ Nhĩ Hải, người Trung Hoa đó, những cái hồ nước mà to họ đều gọi là hải, là biển. Dạ. Nhưng mà hồ Nhĩ Hải thì nó chỉ nghe nó chỉ hải, nghe nó là biển là lớn, nhưng thật ra nó nhỏ bé lắm, nó chỉ một góc, thật ra một góc rất nhỏ, không tới 1/20 của Ngũ Đại Hồ nữa. Ngũ Đại Hồ đó là hồ, nhưng thực sự rất là mênh mông, rộng lớn, một cái lượng nước ngọt lớn.
thì mặc dù mình nói là hồ thì luôn luôn là nhỏ hơn là biển, nhưng mà trong trường hợp Nhĩ Hải Ngũ Đại Hồ thì Nhĩ Hải rất nhỏ bé so với biển, so với Ngũ Đại Hồ. Trong cái tính cách mà tương đối và bất định mà của ngôn ngữ của cái từ vựng thì nó bắt buộc chúng ta phải đặt lại vấn đề mà mình học Phật. Và học Phật thì chúng ta cũng phải rất là cởi mở. Đức Phật này có dạy chúng ta rằng chớ có đi quá xa ngôn ngữ địa phương, chứ là chúng nói cách khác đừng quá cố chấp. Dạ, đừng quá cố chấp. Những thời cái mận và trong miền Nam gọi cái mận bắt đầu cái voi, hay là ở trong miền Nam gọi là cái sắn, ông kia gọi là củ đậu, hay là kia gọi là trong mình gọi là khoai mì, thì mình đến đâu thì mình gọi cái vùng đó. Đừng cố chấp là khoai mì phải là thế này, củ sắn phải là thế kia, tại vì mình nói cái khoai mì phải là thế này, củ sắn gọi là thế kia, thì cái đó nó có tác dụng là câu nệ. Mình lấy cái ý nghĩa của vùng miền để được áp dụng cho tất cả. Giờ thì chúng ta phải vượt ra khỏi những cái định đặt từ ngôn ngữ đó để chúng ta vượt lên trên và hiểu được cái thật khó lắm thưa quý vị. Dạ, về những cái cách sử dụng tục đế xem ra nó còn khó hơn là khi mà chúng ta nói về chân đế. Ví dụ từ bài học tới thì gọi là siêu nói là chân đế thì quý Phật tử sẽ nghe nói rằng nó hơi lạ một chút. Đó là những cái khái niệm mà nó tương đối là nó không có nhiều cái tính tương đối, nó không có thay đổi trong thời gian, trong văn hóa như là tục đế. Thì tục đế thì quý vị phải nói rằng ngôn ngữ loài người như là chúng ta có phải gọi tiếng Phạn là Nam Phạn, Bắc Phạn, thì nghe tưởng đó là Bắc Phạn sẽ được cho người miền Bắc nói, Nam Phạn là dùng miền Nam, nhưng thật sự không có như vậy. Và Nam Phạn và Bắc Phạn, Bali và Sanskrit đều là một dòng ngôn ngữ, dòng ngôn ngữ của Ấn. Sanskrit thì rất xa xưa, thời còn phải là được biết, và tiếng Phạn, tiếng Bali là thời Đức Phật sử dụng trong châu cầu sông Hằng. Rồi 250 năm sau thì tiếng Brahmi, tiếng Brahmi cũng là một dòng tiếng Phạn của Sanskrit và Pali, nhưng ở dưới thời qua dùng. Bây giờ có dòng chữ chúng ta gọi là Devanagari, thì đó là tiếng Phạn hiện đại mà chúng ta gọi là Hindi, gọi là Ấn Độ, thì đó là một dòng khác, như giống như tiếng Anh và tiếng Anh của và quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Hello. Giờ quý vị còn nghe được không? Dạ. Xin lỗi quý vị, có nghe còn nghe rõ không vậy? Dạ, quý vị có nghe rõ. Rè, chúng tôi bị chờ chúng tôi một chút nha. Quý Phật tử có nghe được không vậy? Xin hỏi rằng quý vị nghe được không? Dạ, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì chúng ta trở lại với cái bài học về về đế. Thì thưa quý vị, tục đế là một cái phương tiện của truyền thông, một cái phương tiện của truyền đạt cái ý nghĩa. Và ngay cả một cái vị giác ngộ mà có trí tuệ phân tích là có cái khả năng mà thiền xảo về ngôn từ
Vì ngôn ngữ đó cũng là một trong những cái thù thắng của một vị A-la-hán đắc trí tuệ, đắc thông, trí tuệ phân tích. Như chúng ta nói rằng pháp vô ngại giải, từ vô ngại ngại giải, pháp nghĩa vô ngại giải, từ vô ngại ra biển vô ngại giải. Thì sự truyền thông rất là quan trọng. Trong lớp học của chúng ta thì chúng ta luôn luôn phải dùng kinh văn, dùng cái lời thuyết giảng của chư tăng. Tuy nhiên tất cả những sử dụng của ngôn ngữ đó đều phải đặc biệt rất cẩn trọng. Đôi khi một cái chữ nói ở trong cái ngữ cảnh như vậy nó đúng, nhưng mà đem qua chỗ khác nó sai lắm. Và mình phải nói đúng thời đúng chỗ. Cũng giống như là mình nói kinh điển thì có giá trị, nhưng mà trong lúc người ta mời đến làm đám cưới mình tụng kinh cầu siêu thì nó cũng trật. Mà mình nói, ủa sao bài kinh Phật nói mà cũng Phật nói mà sao lúc này có giá trị lúc kia không có giá trị. Nhưng mà bài kinh đó đã được quy định là kinh cầu siêu rồi, thì trong trường hợp người ta cầu phước mà mình tụng thì nó cũng hơi trái. Và mặc dù trên thực tế nó hoàn toàn nó không hẳn là sai. Ví dụ như nói là pháp hành thường sanh diệt là tự tánh, có sanh đắc phải diệt, tịch tịnh là an lạc, thì câu Phật ngôn đó không phải là nó chỉ giá trị đối với người chết, mà câu Phật ngôn đó đối với người sống người chết đều giá trị hết. Nhưng một khi đã quy định đó là kinh cầu siêu mà chúng ta tụng trong thở cầu an thì có vấn đề. Thật ra trong cái mặt ước cái quy định thì phải phải rất là cẩn thận. Chúng tôi có cái ví dụ là về việc mà bắt tay. Và người Đông Phương chúng ta có cái cách chắp tay gọi là Namaste rất là đẹp, nhưng mà ảnh hưởng văn hóa địa phương, sau này chúng gặp nhau tay bắt thì mặt mừng. Và đó là một thành ngữ. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump thì có khi ông nói rằng bắt tay là một cách chào rất là mồi trợ, public greeting. Tại vì nhiều khi cái tay mình người ta có sạch hay không sạch thì mình gặp người ta cũng bắt tay. Nhưng đặc biệt là trong thời dịch đó, thì họ khuyên là đừng nên bắt tay, và ta khuyên nên chào nhau bằng cách là chắp tay lên hay là đưa tay chào. Có nhiều người họ bên Ý họ phát minh ra một cách thay bắt tay, họ lấy chân họ cụng nhau, tức là họ mang giày đó, giày này đụng người kia, họ cái là touching, touching tức là đụng chạm với nhau. Nhưng mà cũng không biết là cái chuyện mà lấy hai cái chân đá nó có nó phải là hình thức tốt hay không, hay là người Tây Tạng mà có cái hình thức chào đặc biệt nếu thân thiết lắm thì việc cụng đầu với nhau. Cụm đầu tức là cụm cái trán với nhau đó. Người Việt Nam chúng ta mà lấy cái trán cùng với nhau tức là một cái tiếng đối đầu vậy, không phải là tiếng chào. Nhưng mà chữ đó phải chấp nhận, tại vì văn hóa là văn hóa. Ở trong cái văn hóa, ở trong lĩnh vực ngôn ngữ, trong cách biểu đạt thì nó có muôn ngàn thứ. Nói cách khác là chúng ta nên nên có cái thái độ cởi mở, không nên quá cố chấp về phương diện cách định đặt tên gọi là định danh, hay là một cách diễn tả các cái ý nghĩa gọi là diễn nghĩa. Mà thay vào đó thì chúng ta phải lắng nghe thật kỹ và hiểu những gì được nói. Và nên biết một điều rằng một sự khác biệt lớn giữa chư Phật toàn giác và chư Phật độc giác. Chư Phật toàn giác là các ngài có cái khả năng rất là ưu việt ở trong việc sử dụng ngôn ngữ, phương tiện truyền thông để nói lên những gì các ngài giác ngộ. Nhưng mà chư Phật độc giác không có khả năng đó. Thành chư Phật toàn giác có thể tuyên lưu giáo pháp, và chư Phật toàn giác có thể để cho chúng ta một cái gia tài đồ sộ. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc phần bài học hôm nay về tục đế. Bây giờ thì không biết là quý vị chờ một chút, thì không biết Thượng tọa Từ Siêu còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Từ Siêu còn ở trước máy, xin thỉnh nói cho vài lời, và sau đó thì sẽ đi vào phần thảo luận của chư tăng. Bạch Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa có còn ở trước máy và nghe được không? Một lần nữa xin hỏi Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa có nghe được không? Thì tòa Pháp Đăng ơi, thì tòa Pháp Đăng có ở trước máy không? Nếu thì tòa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh thì tòa Hoan Hỷ nói cho vài lời trong lúc soạn câu thảo luận.
Dạ, có lẽ sư gọi Pháp Đăng không có mặt ở trước máy. Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy, xin thỉnh sư Nguyên Thông nói cho vài câu trước khi chúng ta bước vào phần thảo luận. Ô dạ thỉnh sư tuệ trí, dạ thỉnh sư tuệ trí. Anh Nam Mô Bụt Thầy chưa? Em xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi rõ không? Ồ, nãy giờ chúng tôi đưa tay, chúng tôi tách chát ra trên màn hình và như được tôi giật ấn, không thấy. Trong khi chờ đợi thì tôi chắc chắn đưa ra những câu thảo luận, chúng tôi xin có vài lời về cái pháp tục đế mà chúng ta học từ đạt này. Kính thưa quý vị, mặc dù chúng ta học tấm pháp Abhidhamma đặc biệt trình bày về chân đế, tâm tâm sở, sắc pháp, niết bàn, nhưng mà chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là cái pháp tục đế nó không có giá trị. Nếu không có cái pháp chế định, không có pháp tục đế thì không có thể chuyển tải được ý nghĩa của cái pháp chân đế. Ngay cả những danh từ như là tâm chất tác, tâm sở, chetasika, sắc pháp, rupa, nibbana, tất cả những danh từ đó, những cái tiếng gọi đó, nó thuộc về sau cái trà ná ná và nhất thì hòa thượng này là hòa thượng tự sự thì nói là danh chân chí định, danh chân chí định ở đây gọi là hữu thực chế định, hữu thực danh chế định. Nó cũng là pháp chế định, cũng là pháp tục đế. Và rồi khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp độ chúng sanh, tất cả những gì mà Đức Phật Ngài dùng để diễn đạt về pháp giác ngộ, tất cả những ngôn từ đó cũng thuộc về pháp chế định hay là cái pháp tục đế. Và chúng ta cũng nên biết rằng là những cái ngôn ngữ
ngôn ngữ về cách nói và ngôn ngữ về chữ viết nó đều thuộc về giới định. Ngôn ngữ về lời nói thì đó thuộc về Namapajati, mà ngôn ngữ về chữ viết thì nó thuộc về Arthapajati là nghĩa chế định, mà nằm ở trong Nimitta Upajñati là tiêu biểu chế định. Mà ngôn ngữ chế định nó thuộc về Nirutti Patisamvida là ngữ đạt thông hay là ngữ vô ngại giải. Là tuệ phân tích về ngôn ngữ Patisamvida, Patifana, Patisamvida là biện đạt thông hay là biện tại vô ngại giải. Nó cũng thuộc về cái trí tuệ mà hiểu biết cái ngôn ngữ, thông suốt về cái sử dụng ngôn ngữ, chế định và có cách để trình bày một cách lưu loát và bén nhạy. Đức Phật là vị đã có bốn cái tuệ đạt thông như tượng gọi cho cảnh vừa nói khi nãy, nhất là về vấn đề ngữ đạt thông và biện đạt thông, mà Đức Thế Tôn Ngài đã rất dụng nhuyễn trong cái việc hoàn truyền thuyết pháp để tế độ chúng sanh. Một số vị tinh văn đệ tử Đức Phật có được bốn cái đạt thông đó. Đức Phật đồng giác thì Ngài chỉ có hai cái đạt thông là Dhammapatisamvada và Arthapatisamvada, ngữ đạt thông và pháp đạt thông thôi. Nhưng vì ngữ đạt thông và biện đạt thông không có, do đó cho nên chưa được giác, không có thể diễn đạt được cái pháp giác ngộ để tiếp độ chúng sanh. Ngài có những truyền thuyết về giáo lý, giáo pháp. Trở lại vấn đề là chúng ta phải biết rằng là mặc dù nói là tục đế là pháp chế định, nhưng mà cái pháp chế định này nó cũng đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta học kinh tạng trường bộ hay trung bộ thì chúng ta nghe cái cách trình bày và những ngôn từ sử dụng nó thuộc về cái pháp tục đế nhiều. Nhưng đến khi mà chúng ta bước qua thắng pháp ở phía tầm bá cái môn học đầy, chúng ta sử dụng cái pháp chân đế nhiều, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào chúng ta phủ nhận được cái sự quan trọng của cái pháp tục đế, cái pháp chế định. Bởi vì rằng ở trong cái pháp chế định, trong đó nó vừa có Upajñati là danh chế định và Arthapajñati là nghĩa chế định. Hai cái phạm trù chế định đó ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta
nên hư thành bại chúng ta cũng nhờ đó. Người ta đi diễn thuyết ở chỗ này ở chỗ khác, hay là người ta trao đổi với nhau những lời lẽ, những ngôn từ, tất cả điều này đều do ngữ chế định cả, do cái danh chế định. Sắc ta và nhân thiết là thân danh chế định. Nhưng mà khi ví dụ pháp thắng pháp Akhitamma thì để giúp cho chúng ta không có lý giả thành chân, tức là chúng ta không có chấp theo cái tục đế để biến thành một cái chân đế. Và khi mà chúng ta bỏ được cái sự chấp thủ đó, chúng ta mới nhận ra được cái đặc tướng của pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Bởi vì nếu một người chắc là người nam, người nữ, đàn ông, đàn bà, đực cái, vân vân, khi mà lấy cái đó đó, cái quan niệm đó, thì họ sẽ nghĩ rằng cái này là thường còn. Còn mà họ bỏ đi cái khái niệm tục đế đó để mà họ hiểu được chỉ là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, thì lúc bây giờ họ mới nhận ra được cái danh sắc đó nó là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên ví dụ pháp giúp cho chúng ta cái pháp chân đế, hiểu được pháp chân đế sẽ giúp cho chúng ta tỏ ngộ được tâm tướng là như vậy. Chúng tôi xin có một vài điều để chia sẻ, không biết là giờ này đỡ giác trắng đã soạn cái câu hỏi. Dạ, đã có câu thảo luận rồi, xin cùng tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô thầy. Bất thiết thời xưa, nhân thượng tọa đang ở trước máy, thượng tọa quan nghĩ. Dạy ở trong kinh tạng chúng ta có nghe nói rằng pháp được Thế Tôn thuyết giảng sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cùng túc với phạm hạnh hoàn toàn viên mãn. Thì khi mà chúng ta nói đến giáo pháp văn nghĩa cùng túc thì như vậy phải chăng là khi đề cập đến giáo pháp thì ngôn ngữ, sự truyền đạt và cái khả năng truyền đạt, ở đây chúng ta nói về tục đế, nó đã được xác nhận là rất là quan trọng và không nên xem thường, có phải như vậy không? Để xin kính thưa thượng tọa hoan hỷ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quá thật vậy, khi nói đến giáo pháp, pháp được Đức Tôn Thế Tôn khéo thuyết ấy, sơ thiện Adikalayanam, trung thiện Machima Kalayanam, hậu thiện Machima Kalayanam, sắc sắc diện chân đăng bồ đề năng, văn nghĩa cụ túc. Thì như chúng tôi đã trình bày,
Đức Phật Ngài chuyển pháp luân, Ngài diễn đạt về pháp giác, pháp giải thoát của Ngài. Ngôn từ mà Ngài sử dụng tất cả những thứ đó là về, nó thuộc về pháp tục đế, thuộc pháp chế định. Nếu mà không có sử dụng thì chỉ im lặng, không nói cả. Mà bên Bắc truyền gọi là vô ngôn, vì chắc có lẽ là người ta cho rằng là nếu mà còn nói, tức còn sử dụng cái pháp chế định hay tục đế, cho nên người ta mới nói Đức Phật Ngài thuyết pháp vô ngôn, tức là đến thân cũng có lạnh. Nhưng mà thưa quý vị, sự thật là sự thật, chúng ta phải thừa nhận. Ngài dùng cái danh từ chế định để diễn đạt cái pháp chân đế cũng được, vậy chứ đâu có sao đâu. Không phải vì chúng ta nói rằng cái ngôn ngữ mà Đức Phật Ngài sử dụng để diễn đạt pháp đó là cái pháp chế định, là cái pháp tụng đế, rồi chúng ta cho rằng như vậy là giáo pháp Đức Phật mất giá trị. Không phải như thế. Và chính là khi mà chúng sanh nghe Đức Phật Ngài thuyết pháp với văn nghĩa cổ túc đó, người ta hiểu, người ta liễu tri, người ta tuệ tri, người ta thắng tri giáo pháp của Đức Phật, để rồi tự mình chứng ngộ đạo quả và chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là chỉ do chúng ta mượn cách thơ, cũng giống như là người ta nói là mượn cái ngón tay để mà chỉ mặt trăng, muốn thấy mặt trăng thì nhìn theo có ngón tay của người đó, ngón tay như là Đức Phật, nhìn theo ngón tay của Đức Phật để mà thấy được mặt trăng. Đức Phật Ngài thuyết pháp mặc dù bằng cái ngôn ngữ chế định, nhưng mà dựa vào cái ngôn ngữ chế định đó mình hiểu được cái ý nghĩa thì chúng ta cũng sẽ giác ngộ được cái pháp giải thoát thôi. Chúng ta cần phải thấy cái sự quan trọng của cái pháp tục đế hay là cái pháp chế định, chứ chúng ta chớ có phủ nhận. Ngay cả hàng ngày mà chúng ta nói rằng Buddhang Thammang Saranang Gacchami, Buddhang Thammang Sanghang Saranang Gacchami, con xin quy y Phật Pháp Tăng. Cái danh từ Phật, Buddha, Pháp, Thamma, Sangha là Tăng, cái danh từ đó cũng là danh từ chế định, danh từ chế định. Nói nhiều như vậy một hồi thì có lẽ là các Phật tử chúng ta sẽ phải đau đầu vì cái ý nghĩa tại sao là như vậy, thì biết hiểu làm sao, tu tập làm sao, vân vân. Chúng tôi chỉ nói một cách đại khái để trả lời cái câu hỏi số 1 của thượng tọa cho cả như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Do mà chúng ta thường siêu, chúng ta thường nghĩ rằng trong thắng pháp đặc biệt chú trọng về, trong Abhidhamma đặc biệt chú trọng về chân đế.
Nhưng mà rõ ràng là trong Abhidhamma chúng ta cũng sử dụng danh từ của Tổng Đế. Như vậy một câu hỏi ngược lại là ở trong Kinh Tạng á, cũng có nói tới quẩn xứ giới đế, cũng nói tới Niết Bàn. Như vậy là ở trong Kinh Tạng cũng đề cập đến cả hai lĩnh vực Tục Đế và Chân Đế, có phải như vậy không? Xin Thượng Tọa Quan Hỷ trở lại chia sẻ thêm về điểm này, kính thưa Thượng Tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, vấn đề này chúng ta không thể nói là ở trong Kinh Tạng hay là ở trong Lục Tạng. Trong Kinh Tạng sử dụng pháp Tục Đế, còn Kinh Tạng sử dụng pháp Chân Đế, không nên nói như vậy. Vì khi mà xài cái từ khan thác quẩn ajatana xứ tha tú giới sa chá đế, thì những danh từ đó cũng được gọi là danh chân chế định hay là hữu thực danh chế định. Sau khi chà ná ná và nhất thiết, vì thế cho nên chúng ta chỉ hiểu rằng ở Kinh Tạng thì dùng cái ngôn ngữ tục đế, ngôn ngữ chế định diễn đạt ý nghĩa, nghĩa chế định nhiều nhiều hơn là dùng cái ngôn ngữ chế định, thinh danh chế định để diễn đạt cái pháp chân đế. Còn ở trong Tạng A Di Đà, Tạng Thắng Pháp, ở phía tâm mắt thì sử dụng thinh danh chế định để diễn đạt các pháp chân đế nhiều hơn là diễn đạt các pháp tục đế. Thí dụ chúng ta đang học ở với tâm mát, nhưng mà những cái bài đầu như thế này là chúng ta sử dụng cái ngôn từ để chúng ta nói chuyện dẫn nhập, thì chúng ta nói về nặng về cái pháp tục đế hơn là cái pháp chân đế. Sau cái bài học pháp tục đế này, sau bài số 8 này, chúng ta sẽ học về cái pháp chân đế. Lúc đó chúng ta sẽ nói đến tâm chế tác, tâm sở chế tác, sắc pháp rupa và niết bàn, niết bàn á, thì lúc đó chúng ta mới nói đến cái pháp chân đế nhiều hơn. Nói tóm lại là thắng pháp Avatama đều sử dụng cả hai ngôn ngữ tục đế để diễn đạt cái pháp chân đế nhiều. Còn trong Kinh Tạng thì cũng sử dụng cái pháp tục đế, ngôn ngữ tục đế để diễn đạt cái pháp chân đế, nhưng mà ít hơn chút cái pháp chân đế ít hơn chút, chỉ ít hơn chút thôi, chứ chúng ta không nói là hoàn toàn không có. Vì ở trong Kinh Tạng Đức Phật này cũng vẫn đề cập đến quần xứ giới đế như thường. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 2 và thượng giới tọa nhất đẳng vừa nêu. Nam mô Thầy.
Sao không kính trân thượng tọa thiện sư, xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Thượng tọa Tuệ Quyền ấy, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thấu hiểu số 3. Thượng tọa Tuệ Quyền, nếu tục đế là một cái quy ước có tính cách tương đối đó, thì tại sao chúng ta có những cái tranh luận như là mình nói là đạo Bụt hay là đạo Phật, hay là có nhiều vị cũng tranh luận là ví dụ giáo hội Tăng già thì chữ già đó thay vì chúng ta viết biết là già là chữ G chữ Y như là già trẻ, thì tại sao mình không dùng chữ D là Tăng già, tại vì nó là chữ âm hết. Tăng già mà bằng chữ Y hay Tăng già mà viết bằng chữ D đều là chữ âm hết, thì chúng ta phải tranh luận hay không, hay là ước lệ thì sao cũng được, miễn là tất cả chỉ ước lệ thôi. Xin đây là một điểm thật ra nó phải là quan trọng lắm trong giáo, nó cũng tạo nhiều sự tranh luận lớn, thì xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bố Thầy, giá Nam mô Tam Ma, giá Nam mô Sanh Khai, giá như thôi thì chúng nghe rõ và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Minh Hạnh, đệ đức Pháp Tính, đệ đức Từ Kỳ, sư Minh Thông cùng chư tăng đang hiện diện, kính chào đức quý tu nữ cùng chư Phật tử. Câu hỏi và thảo luận hỏi rằng nếu tục đế sự chế định mang tính tương đối thì sự tranh luận giữa hai cách gọi Đức Phật hay Đức Bụt có cần thiết chăng, thì quả thật thì ở đây nếu chúng ta nói trên cái tính tục đế đó thì nó nghe nó lạ, nhưng ý nghĩa, nếu mà tính trên cái ý nghĩa thì nó có gì mà chúng ta để gọi là cái có sự tranh luận hết. Thí dụ như là ở trên bên chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở bên Thần Chiếu đó, thì Hòa Thượng Thanh Từ chỉ chạy cách niệm đó thì sự thật ra cũng không sao. Cũng như rồi Hòa Thượng Nhất Hạnh không có dạy xài cái chữ mà đạo Phật hay là đạo Bụt vậy ra, thì cái từ các vị đó người ta cũng có một cái ý niệm riêng của người ta. Thí dụ như chữ Bụt thì là từ cái chữ bút thát thôi, là bút á, mà tiếng Thái hay tiếng Khmer thì kêu là Phraput, Phraput. Thì và chính cái này cũng nói cho vị nghe luôn, cứ như là hoa dâm bụt, chúng ta dân gian Việt Nam chúng ta gọi là hoa dâm bụt á, thì thật đó là hoa dân bụt. Chúng tôi có nghe được và có nghiên cứu một phần này, những điều mà để mà cái đó là truyền thuyết thôi. Thì cái hoa đó người ta nghĩ hoa bên vệ đường hồi xưa làm gì có những cành hoa lan hay là lá dên hoặc là ly hoặc là cattaya để mà cúng Phật như ngày hôm nay. Thì dân hoa cúng Phật, người ta nghĩ một cái bó hoa đẹp, thì chúng ta thấy là dọc bên cái bên bờ rào hay là bên vệ đường thì nó có những cái đó hoa đẹp, thì hoa bụt ha, hoa dâm bụt đó là hoa đẹp, thì chúng ta riết là chúng ta hoa dâm bụt cứ hoa dâm bụt, chứ sự thật ra là hoa dâm bụt. Thì ở đây đó cũng là một cái chế định thôi, cái hoa nó hoa vệ đường thì nó kỳ, cái hoa này hoa dâm bụt, bây giờ nó trải đọc trải trải theo hoa dâm bụt, thì cái đó cũng là một cái chế định thôi. Nhưng chúng ta nghe cái ý thì cái đó hoa này, bởi vì ngày xưa, kính thưa quý vị, cái chữ bụt đó là ở trong cái văn, ở trong cái ngữ nghĩa của Việt Nam chúng ta đó là nó có đặc biệt nhé. Như trong chuyện Tấm Cám, truyền thuyết đó, những chuyện cổ tích đó nó đều xuất nguồn từ Phật giáo, mà thời xưa Phật giáo ở đất nước Việt Nam của chúng ta là thuần túy đạo Phật, coi như là quốc đạo Phật á nha, nói thẳng luôn, tức là Nam truyền Phật giáo luôn đó, chứ không phải chuyện chúng ta nghĩ là đơn giản đâu. Dạ. Rồi sau này chính cũng như là theo sử sách đó, từ thời mà Lâu Ly đó của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, đại sử, thì cứ như cái đạo Phật của chúng ta là truyền qua Trung Quốc và Trung Quốc mới truyền lại, nó đi ngược lại. Thì vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy nó có qua nhiều cái biến thiên, và thế là cái chữ bụt đó chính là cái chữ mà của coi như là văn học Việt Nam luôn, văn học Việt Nam của chúng ta luôn sử dụng. Chứ sự thật cái chữ bụt đó như nãy như tôi đã nói, chữ âm nó là như thế thôi,
thì cái đó nó mang tính tương đối thôi, đúng như vậy, mang tính tương đối để chúng ta chúng ta sử dụng thôi, chứ không phải nói Đức Phật. Phật thì chúng ta đã ra cái nghĩa chữ Phật chứ, nó ra nghĩa về chứ chúng ta thấy nó cũng cũng có ý nghĩa là Bụt thì nó cũng nói là Phật. Thì ở đây hai cái này nó đồng nhất, cho nên nếu mà tranh luận hai cái cách gọi đó mà người này chấp nhận như thế này, người kia chấp nhận như thế khác thì cũng không nên. Nó có nhiều cách, thí dụ chẳng hạn như bây giờ là ở miền Nam mình kêu là quả mãng cầu, còn người Bắc thì kêu là quả na, hay là chúng ta kêu là cái muỗng, kêu cái thìa, mượn cái thìa thì cái đó chẳng qua tức là nó định chế như vậy ở ngoài đó, nó gọi vậy nó quen. Còn chúng ta cứ cái muỗng thì cái đó chỉ là một cái chế định, mà khi chúng ta nghe thì cái gì trước lạ thì sau nó quen thôi. Thì cái định danh, cái định vị nó không phải là một vấn đề, mà ở đó chỉ là một cái giá trị tương đối. Thì nếu chúng ta tranh luận thì nó cứ cười lắm. Đó, như hồi nãy nói thí dụ như vậy, tại sao mà trước cũng Phật mà sau cũng Phật thì để là chúng đi. Thí dụ như quý vị biết là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người ta Nam Mô Phật mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì ở đó chính thí dụ Hoàng Hoàng Hòa Thượng Thánh Từ ngài muốn á, chúng ta nhớ tới chúng ta nói Phật trước rồi xong tới Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tức là cái đó chỉ là cái từ mà dòng họ thôi, dòng sắc cái giá thôi. Thì cái đó chính là cái sự suy nghĩ của Hòa Thượng như vậy. Thì ở bên thiền phái của Hòa Thượng thì thường là đọc như vậy, nhưng vào đại chúng thì người ta nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta đang nói một cái từ chung như vậy thì cũng không sao nha. Thì đó là tại sao mà đọc kỳ vậy, sự thật suy nghĩ ra thì đâu có gì đâu mà kỳ, thì nó cũng đầy đủ nghĩa lý từ vậy thôi. Thì cái cũng như thế đó quý vị, ở trong cuộc đời này thí dụ như chúng ta nói tăng già thì dùng chữ GD hay là chữ G gì thì nó cũng là như thế thôi. Nhưng tại vì người ở mà có tăng già chúng ta nghĩ rằng tăng là phải già, ở đó có tăng già thì tăng trẻ. Thì sự thật ra từ cái chữ sang kha, ví dụ như kia là Buddha dịch là Phật Đà, Tha Ma dịch là Đạt Ma, âm ra Đạt Ma, và sang kha dịch là tăng già, hoặc là giáo hội tăng già. Hồi xưa gọi là giáo hội tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Vậy là ở đây tất cả là tăng già hết trơn chứ không có tăng trẻ trong này. Nên chúng ta hiểu vậy là không được. Mà cái đó là cái gì? Từ cái chữ âm ra cái chữ sang kha là chính là tăng già, tức là giáo hội của chư tăng điều hành, mang tính giáo quyền đó nó thuộc về tăng quyết định chẳng hạn. Thì chúng ta thấy nó chỉ là một cái từ ngữ mà để nó mang tính tương đối để mà chúng ta sử dụng, để mà chúng ta trao đổi, để chúng ta đọc, để chúng ta nói. Chứ còn nếu như mà cứ ngồi mà cứ tranh luận cái từ cái ngữ đó thì là vấn đề. Nhưng cũng có những cái mà nó phải rõ ràng, nó có cái lý. Ở đây không có sư phụ thì siêu. Có một điều là ở bên học viện có chuẩn bị mà nghe nói có một số vị người ta muốn in ra rồi đại tạng của thượng tọa bộ thì không chấp nhận, mà đại tạng thì cũng Nguyên Thủy Theravada. Thì chẳng hạn những cái từ đúng là gọi là thượng tọa bộ và Nguyên Thủy, nó hai cái nó khác nhau xa. Nếu chúng ta đặt là như vậy là không được, mà không ai được phép gắn đặt cho người ta cái điều đó. Cái điều này chưa được đại hội giải quyết vấn đề, mà thông qua cái hội đồng ít nhất cũng là phải ý kiến của một số vị, phải ý kiến cái việc này chẳng hạn. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải có ý kiến. Mà chứ còn thí dụ như những cái chuyện mà nó bình thường, bởi vì ý kiến cái đó nó thuộc về còn cái giá trị lịch sử nữa, cái giá trị của tông phái, thì nó phải đúng thời đúng lúc và nó đúng với cái vị trí vân vân. Vì vậy cho nên ở đây xin khẳng định rằng là chỉ là một sự chế định nó mang tính tương đối, thì sự tranh luận đó nó không phải là vấn đề, không phải là vấn đề cần thiết. Dạ, thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị và kính bạch thượng tọa, con có xin đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cùng thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú kính thiên thượng tọa Thế Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Đăng có ở trước máy và thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Dạ, một lần nữa sẽ dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, ví dụ như là chúng ta có những cái cách niệm Phật, niệm về chữ Bút Thô, niệm về ứng cúng hay là Phật Đà vân vân, thì cái niệm Phật như vậy, danh hiệu Phật là một danh từ dĩ nhiên là thuộc về tục đế, thuộc về chế định. Nhưng mà khi mà chánh niệm mà dựa danh từ chế định như vậy đó, thì có một cái giá trị nào mà linh thiêng? Ví dụ như là ở trong mật tông thì họ có cái gọi là linh ngữ hay là huyền ngữ, thì chân ngôn, thì những linh ngữ huyền ngữ đó là ở trong một cái ngôn ngữ nó có một giá trị thiêng liêng. Thì ở trong trong kinh Tam Tạng, kinh điển Pali đó, có đoạn nào nói rằng có một thứ âm thanh nào đó, một cái danh từ nào đó mà cũng gọi là linh ngữ hay là huyền ngữ như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa đó. Alo. Trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con chia sẻ như thế này. Khi mà nói đến những cái chú thuật á, thì trong bài kinh A Sát Na Di thì có rất là nhiều những cái câu chú thuật của những vị chư thiên, những vị phạm thiên mà họ nói lên những vị già xoa thần lực, những cái vị Kim Sĩ Điểu Vương hay là Long Vương hay là giả sẽ là Thiên Chủ Đích Thích hay là các cái vị phạm thiên. Thì khi mà nói đến những cái nghĩa câu mà gần như là gọi là một cái chú thuật á, thì gần như là nó là một cái ngôn ngữ, mà cái ngôn ngữ đó nó có những cái điểm đặc biệt thù diệu do cái tánh hạnh tu tập của một vị nào đó, hay là một cái năng lực của một cái chủng loại nào đó, thì nó có những cái điều đó. Thì chúng ta hiểu rằng đối với Phật giáo mà tu tập để tìm cái con đường giác ngộ giải thoát đó, thì hay là chúng ta nghe trong cái bài kinh Trường Bộ mà nói về những người thiện nam yêu cầu mà dùng tha thâm thông với thần thông đó, có nghĩa là Đức Phật ngài có nói đến cái loại thần chú Manico và thần chú đó, Gandhari và Manico, những cái thần chú đó. Nhưng mà đối với như là mình thấy những cái tông phái như là Mật Tông hay là một số kinh tạng bên Bắc truyền như là Thủ Lăng Nghiêm đó, thì nói đến những cái thần chú của những vị những vị này vị kia nói ra những cái thần chú đó, đọc mà thường đọc những cái chú giảng sanh hay chú dưỡng đề hay chú đại bi này kia nọ. Nhưng mà đối với Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì những cái chú thuật đó đó nó cũng có chứ không phải không có, nhưng mà nó không mang lại cho người sự giác ngộ giải thoát, nên Đức Phật ngày không dạy phải đọc những cái thần chú đó. Và những cái chú thuật mà bây giờ cũng có những người đọc ấy, nhưng mà phải nói rằng họ đọc giống như là họ luyện cái tâm định của mình đó, thì cái năng lực của cái chú thuật đó nó mới có cái năng lực, nó còn đòi hỏi do cái tâm định của cái người luyện đó, cũng như giống như cái người mà thường thường quý vị biết rằng giống như một người mà xài cái bút mà người đó quá điêu luyện rồi đó, thì họ vẽ cái gì cũng được, họ vẽ sao cũng thành những cái bức tranh hết, nhưng mà cũng cái bút đó, nhưng mà đối với người khác thì không có khả năng này. Quý vị thì chúng ta hiểu những cái chú thuật nó cũng giống như vậy, những cái ngôn ngữ đó đối với một cái người họ luyện đó nó có một cái năng, chúng ta có thể thí dụ rất là nhiều cách. Ví dụ một người thợ hồ, quý vị có nhiều người thợ hồ đó, họ cầm cái bay lên họ làm, nhưng mà cái bay đó nó họ làm rất là mình coi rất là hay, và nó làm một cái cách làm rất là mình gọi là đặc biệt.
Hay là chúng ta thấy những người nấu ăn của mày, họ nấu ăn như cái chảo, cái nồi, cái dao, cái xuống để xúc đồ ăn đó, nhưng mà đối với họ là họ biểu diễn được. Nhưng mà cũng mấy cái thứ đó, nhưng mà đối với người không không giỏi đó thì họ cũng vụng về thôi. Thì chúng ta hiểu những cái chú thuật đó, những cái chú thuật đó chẳng qua là những cái người ta luyện thôi, người ta luyện một số ngôn ngữ nào đó mà người ta cho là nó có một cái sự linh thiêng, thì họ phải dùng cái tâm lực họ 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 đã họ trì tụng những cái thần chú đó, chứ không phải đơn giản. Chúng tôi nói như vậy giống như bây giờ một cái viết thôi, nhưng mà đối với những cái người mà họ giỏi đó, họ dùng cái viết đó, họ họ vẽ tranh họa sĩ rồi họ làm, nhưng mà cái khả năng là do cái người đó chứ không phải do cái viết. Cái viết chỉ là cái viết thôi, nhưng mà đối với cái sự diệu dụng cái viết mà người ta linh hoạt được trong cái thuần thục đó thì nó lại khác. Thì cũng như vậy, những cái ngôn ngữ chỉ là những ngôn ngữ thôi, nhưng mà cái mật người mà họ trì đọc những cái ngôn ngữ nó trở thành những cái mật chú đó, thì do cái những cái linh chú đó là do cái sự luyện tập của họ. Những cái chữ bùa cũng vậy, cũng vậy, những chữ bùa người ta luyện đó, ví dụ người thường thường người ta tập trung luyện những cái chữ bùa đó, là cái chữ nào nó hiện ra đó, người ta xài chữ đó, sau này ta làm gì cũng lấy cái chữ đó. Như vậy thì cái năng lực của người đó tập trung vào cái những cái ngôn ngữ đó đó, đối với họ họ có tập trung và họ có một sự thuần thục ở trong đó, nên họ có năng lực ở trong đó. Giống như là mỗi cái loại sản phẩm, mỗi cái tài năng của mỗi người, khi mà họ ví dụ có lúc nào quý vị thấy những người họ vẽ những cái bình lò gốm đó, mình thấy họ vẽ nhưng mà thật sự ra họ 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 vẽ nó quá thuần thục rồi, nên khi mà họ làm những cái men trong những cái bình đó, thì họ làm mình nhìn thấy là mình biết rằng cũng cái đồ đó, nhưng mà đối với người khác thì không làm được. Quý vị phải một người gọi là mình gọi là giống như nhập tâm vậy đó, họ điêu luyện vậy đó, họ thuần thục, họ thiện xảo trong vấn đề đó thì họ mới có thể có như vậy. Thì cũng như vậy, những cái chú thuật á, quý vị biết rằng những cái chú thuật hay là những cái huyền ngữ đó, mình gọi như vậy, nhưng mà thật sự đó mình luyện rồi. Bởi thường thường hồi xưa sư trưởng còn sống, sư trưởng cũng ưa nói mình đi tới bộ lạc nào mà họ sống còn đơn giản đó, thì họ có những cái chú thuật, họ có những cái chú thuật, hoặc là có những cái linh thiêng. Nhưng mà khi đi tới chỗ nào mà cái nền văn hóa văn minh đó, thì ở đó không còn những người sống trong nội tâm nữa, và chính những người họ sống trong nội tâm đó, họ luyện ra được những cái chú thuật, họ luyện ra những cái linh thuật này kia nọ. Nhưng mà những người họ họ sống mà họ chạy theo vật chất rồi đó, họ chạy theo sắc tinh khí dị xúc rồi đó, thì họ rất là khó để mà luyện những cái chú thuật đó. Và những người mà họ họ xài những chú thuật đó, họ phải có cái thời gian họ họ luyện tập những cái chú thuật đó. Như vậy thì thường thường mình nói là luyện bùa họ cũng có tầm tứ rất là mạnh quý vị. Tầm tứ chúng ta biết là chư thiền tầm á, là giác tâm vô đối tượng, tứ là quan sát đối tượng đó. Nhưng mà những người họ luyện bùa đó, họ cũng có tầm tứ rất là mạnh, họ luyện những cái chú thuật đó, họ cũng dùng cái tầm tứ mạnh lắm để họ luyện cái đó. Chính vì điểm đó đó nên khi mà nói đến cái nội tâm á, thì chúng ta biết nội tâm chúng ta nếu đạt được cái năng lực như là thần thông là những điều chúng ta không tưởng tượng nổi, nhưng mà những người họ luyện tâm á, họ thuần thục, họ cũng có thể đạt được những cái thần thông này, những cái thắng trí này. Như vậy thì những chú thuật cái những cái linh thực á, những cái huyền ngữ đó nó cũng có chứ không phải không, nhưng mà nó bỏ cái công ra để mà luyện tập, nó phải có cái công luyện tập như vậy. Thì Đức Phật kể biết là những điều đó nó không có mang cái lợi ích giác ngộ giải thoát, mà nó chỉ là sự ràng buộc thôi. Nên bình thường mình nghe nói là khúc gỗ không có được trôi ra biển cả, có nhiều khi không bị người ta vớt lấy, không bị chư thiên cột lấy, có nghĩa là những cái hàng phi nhân đó, nhiều khi họ làm cho mình đam mê trong những cái thuật chú đó, hoặc là những cái thành quả mà mình đạt được, rồi mình không có đưa tâm đến phiền não được, mình dính mắc trong đó. Nên thường thường Đức Phật nói rằng những cái cảm thọ trong thiền định nó cũng là vị ngọt thôi, nó có khả năng cột trói chúng sanh trong đó. Và chúng ta hiểu như vậy đó, thì những người họ luyện tập đó họ cũng có đạt được cái khả năng này,
chứ không phải không đạt được, nhưng mà nó không mang lại kết quả giải thoát. Nên Đức Phật ngài không không chủ thuyết vấn đề này, và ngài cũng không có khuyên để tự phải hành những điều đó. Mà ngài ngài cho biết là những điều đó chỉ là những cái sự cột trói con người thôi. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa, câu hỏi thứ tư đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Cái quý vị cần nói thêm về tỉnh thượng tọa, bây giờ thầy xin gửi mic cho thượng tọa. Chắc chắn là cái chuyện thượng tọa đang pháp đăng chữ khi mà chúng ta học học Tâm Pháp Hội Thông có một điểm lệnh là mình lưu ý là có những cái đề tài, thí dụ hầu như hầu hết tất cả đề tài này, nhưng hôm nay chúng ta học một đề tục đế, không có nghĩa là chúng ta lại nói là đề tục đế. Vì tục đế thì đế thì còn lại sinh ra đế tục đế, không có nghĩa là chúng ta nói là đế tục đế. Vì chúng ta phải rất là nhiều bài học, và càng sâu đọc sâu thì chúng ta càng rõ chẳng đến từng học là chúng ta đến nước Mỹ mới đặt đến nước Mỹ, nói học tôi đến rồi Mỹ rồi, tôi đã đến rồi Mỹ rồi, nhưng mà chúng ta thứ Mỹ không có nghĩa là chúng ta phải đến nước Mỹ. Chúng ta phải mất thêm thời gian nữa ở đâu có nhiều khi 20 năm 30 năm. Nhà cũng dạng nghe không nghe không được rồi, nhà cũng dạng nghe chưa. Dạ, bây giờ quý vị có nghe được chưa vậy? Dạ, xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại là hầu hết những đề tài của Thắng Pháp Abhidhamm là chúng ta không thể nghe một ngày, một buổi, một bài học mà chúng ta hiểu hết. Kể cả tục đế, chân đế, hầu như tất cả bài học. Cũng như là mình mới đến Mỹ, ta nói rằng tôi đã đến Mỹ rồi, tôi đã thấy Mỹ rồi. Nhưng mà nhiều khi ở 20 năm, 30 năm thì chúng ta cũng chưa hiểu hết nước Mỹ nữa. Do vậy rất là cần. Và một điểm mà rất là may mắn cho chúng ta đó là chúng ta có một cái học cụ rất là quan trọng giúp chúng ta tương đối là theo dõi được là mình đang đi đến đâu, học điều nào và liên hệ những pháp khác như thế nào. Đó là cái biểu đồ chư pháp. Biểu đồ chư pháp là một cái công trình do Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự ngày phát quả. Và cái bản đồ chi pháp này có một điều đặc biệt, thưa quý vị, là như hôm nay chúng ta học về pháp tục đế, thì quý vị nhìn vào bản đồ, cái biểu đồ tục đế, quý vị sẽ thấy rằng phần danh giới định là màu xanh lá cây, màu nghĩa trình chúng ta lấy màu vàng, thì quý vị biết là cả hai phần đã nhập lại là bài học liên quan tục đế. Ngày mai tuần tới chúng ta học về chân đế, thì quý vị cũng có thể thấy được là chúng ta đang nói phần nào về hữu vi, vô vi, về danh pháp, sắc pháp, v.v. Thì như vậy đó là trọn cả hơn 300 bài học học trong khóa này đó, thì bài nào cũng sử dụng biểu đồ này, mặc dù cái bản mà chúng ta cái phần mà chúng ta tô màu, phần chúng ta đề cập đó, thì có khi nó khác ngày hôm nay, nó khác với bài tới khác với bài sau nữa, nhưng mà cái biểu đồ thì vẫn như vậy. Thành ra khi mà chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, có một cái tập biểu đồ mà chúng tôi đang nhờ thượng tọa Đại Siêu đi sưu tầm lại bản cũ ngày xưa, thượng tọa nó có thể thượng tọa còn giữ. Đó là một trong những thứ mà chúng ta nên đưa vào viện bảo tàng, tại vì một cái công trình rất là lợi lạc mà Hòa Thượng Tịnh Sự để lại cho tất cả chúng ta. Giờ đó là vài điều tôi muốn chia sẻ trong bài học ngày hôm nay. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát Đa Ma. Kính chuyên chư vị giảng sư trở vào room để chia sẻ. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, sa thủ lần thầy.
chúng con kính chiên thượng vị giác đẳng đã đúc kết cho bài học. Nhân nguyện, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các tường chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bồ Tát. Sukatang katang, sa ta sa nino.